đã đến với căn bếp nhỏ thân thương của mình. Hôm nay mình sẽ nấu cái món này. Đây là lần đầu tiên mình nấu luôn. Đây là cái một cái hộp mà đồ bao gồm những cái nguyên liệu, cái thành phần để mình nấu á. Thì cái gói này là mình mua ở Fred Meyer. Thì cái giá của nó là 17 đồng á các bạn. Mình rất là thích cái gói này tại vì nó có tất cả các nguyên liệu ở trong này rồi. Mình chỉ theo cái hướng dẫn của nó và mình nấu thôi. Mình không cần phải suy nghĩ chuẩn bị nguyên liệu gì rồi nấu trong bao lâu hết. Thì hôm nay mình sẽ nấu cái món này nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món gà mà nướng với cái cheese parmesan á. Thì trong này ngoài ra nó còn có thêm một ít rau củ quả nữa. Giờ mình sẽ mở cái gói này ra và mình xem ở trong này nó có gì nha. Mình giữ cái này lại tại vì trong này nó có cái hướng dẫn để mình nấu các bạn. Qua đây nè. Cây này đây. Trong này sẽ có hai cái miếng thịt gà. Còn rau củ quả thì nó có cái bí nghệ này, butternut squash là cái bí đỏ mà nó dài dài á, ăn nó ngọt ngọt. Còn cái này là cái Brussels sprout. Thì các bạn ở bên Mỹ này chắc biết cái này ha. Cái này thì nó giống như cái bắp cải tí hon á, mà nó đu, nó thành từng chùm giống một cây dài, thiệt là dài á. Cái này họ cắt nhỏ ra rồi chứ họ không để nguyên. Ngoài ra mình còn có cái cheese parmesan. Rồi cái này là cái rau thơm có tỏi này đó, tỏi mà tỏi phi á. Rồi ngoài ra nó có cái bột chiên xù của Ý. Và đặc biệt cái sốt này là sốt cà chua, nhưng mà trong cái sốt này nó có tỏi, hành tây và rau thơm ở trong này nữa. Giờ mình sẽ làm theo hướng dẫn nha. Thì đầu tiên mình sẽ bật bếp lên nhiệt độ là bật lò nướng lên là nhiệt độ 425. Và giờ mình sẽ đi rửa sơ cái bắp cải này và cái bí này nha. Cái bí và cái bắp cải mình đã rửa xong, mình chỉ cho rửa sơ thôi. Và sau đó là mình sẽ đi làm khô cái gà này nhé. Mình sẽ dùng khăn giấy để mình thấm khô nước cho cái miếng gà này. Gà mình đã thấm xong và mình để qua một bên. Giờ họ có hướng dẫn là họ bảo là mình sẽ làm khô cái rau này nè các bạn. Mình sẽ thấm cho nó khô nè, lấy khăn giấy thấm cho nó khô. Sau đó bỏ vào trong cái khay này. Tương tự làm với cái bí. Cái này lát nữa mình cũng trộn lên nó, cho nên mình cũng không cần phải chia hai loại rau này ra đâu. Câu là giờ bỏ vào trong cái rau này 1 teaspoon dầu ăn, dùng dầu ăn olive.
Là cho qua một bên kia là để mình cho là cho rau củ qua một bên nhá. Cho cái bơ này lên. Cái bơ này thì nó đã có sẵn rồi, mình chỉ bỏ lên trên thôi. Sau khi mà mình cho bơ lên trên cái rau củ á thì mình đẩy qua một bên. Đây là cái sốt cà chua marinara, mình sẽ cho qua phía bên cái phần còn lại của bên cái khay á. Sau khi mà mình bỏ cái sốt cà chua các bạn ở dưới cái cùng á thì mình sẽ bỏ hai cái miếng gà lên trên cái sốt cà chua. Hai cái miếng gà mình đã rau khô rồi, thấm nước đã khô rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái chi parmesan này lên trên đầu lên trên hai miếng gà nhé. Thêm cái bột chiên xù này lên nữa. Phải cho lên đây hai muỗng mình bỏ vô lò để nướng thôi. Phần chuẩn bị vậy là xong rồi. Sau khi lò đã nóng, mình bỏ gà vào trong lò rồi á, mình sẽ hẹn giờ. Thì mình sẽ hẹn giờ 25 phút nha. Đây là gà và rau củ sau khi mình nướng ở nhiệt độ là 425 độ F và sau 25 phút mình kiểm tra thì gà nó đã đạt cái nhiệt độ nhiệt độ là hơn 165 độ F rồi đó các bạn. Cho nên gà nó chín rồi đây. Các bạn thấy rau củ nó cũng chín rồi đấy. Ngon quá phải không? Giờ mình cho ra đĩa nha. Phần nướng của mình đã xong rồi các bạn ơi, mình đã trình bày ra đĩa. Cái dĩa này nó cũng hơi khá to. Cái dĩa này là lúc nãy mình lấy gà ra cho nên nó dính xót á, xanh xót. Đây, mình bỏ một ít hạt dẻ đã tách vỏ lên cái bí và cái cải, bắp cải này để ăn cho nó giòn giòn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.